Đây là con gà sau khi mình đã nướng nó được 90 phút nha các bạn. Vàng ươm luôn, giòn rụm ha. Mình có ăn kèm là rau răm, dưa leo và nước chấm. Đây, cái này mà có vài lon bia nữa thì thôi luôn. Nhất ha. Các bạn xem mà thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Và bây giờ các bạn sẽ đi theo mình để xem nguyên liệu để chuẩn bị làm con gà như thế nào nhé. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm món gà nướng mật ong. Ở đây mình có con gà khoảng 1,5 kg nha, mình đã sơ chế rồi. Mình mua về mình sơ chế gừng chanh muối cho sạch sẽ ha, để ráo mình để lên đây. Nguyên liệu để ướp gà gồm có hành lá, gừng, tỏi, sả, hành tím. Ở đây mình sử dụng một nửa này là mình để xay ra, mình ướp vào nguyên thân con gà ha. Còn một nửa bên đây là mình sẽ bỏ nguyên củ, nguyên trái ớt vào trong cái bụng con gà khi mình nướng lên cho thơm ha. Ở đây mình có 2 muỗng cà phê mật ong này cho nha các bạn, 2 muỗng này, 2 muỗng cà phê bột ớt của Hàn Quốc, ớt này không có cay để làm cho nó đẹp thôi nha các bạn. Ở đây là 2 muỗng cà phê muối Tây Ninh. Ở đây là 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường. Nước chấm là mình gồm có ớt, tắc và lá chanh nha. Mình sử dụng muối hạt để mình làm nước chấm nha các bạn. Và đường và sữa ngôi sao Phương Nam. Cái này là nước chấm. Và bây giờ mình sẽ đi xay cái phần này ra để mình ướp vào con gà nha các bạn. Đây cái là cái hỗn hợp mà mình xay xong rồi nè. Giờ mình lấy ra để mình ướp gà ha. Cái này nó có lá chanh đó, nó thơm lắm các bạn ơi. Nếu mà các bạn không có máy xay thì các bạn bỏ vào cối giã cũng được nha. Mình cho muối, đường qua lộn lộn, không phải muối nha. Cái này là đường với lại bột ngọt mình bỏ vào đây mình luôn. Cái này mới là muối nè, muối Tây Ninh nè, mình ướp vào luôn nha. Mình khoa đều con gà lên ha. Mình ướp như thế này đó, mình nướng rất là ngon nha các bạn. Mật ong với lại ớt Hàn Quốc là mình cho vào sau nha các bạn. Các bạn muốn cho nó thấm thì các bạn lấy dao đâm đâm cho nó thấm vào nha. Gà của mình sau khi ướp được 1 tiếng rồi các bạn, mình nướng luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho hai cái chân vào đây, mình cho củ sả này vào đây, gừng luôn nha các bạn. Gừng này cho nó ấm bụng, ấm bụng gà trước đi ha, rồi ấm bụng mình sau ha. Đấy. Hành nha, hành tím nha các bạn, để nguyên củ nha, cho vào đây luôn. Ớt ha, cho vào đây nướng cái phần trên này trước ha. Giờ mình sẽ cho vào lò. Trước khi nướng các bạn bật lò lên cho nó sau khi nóng mình lò làm trước lò nha. Nóng rồi ha, mình tắt lò đi nha đi các bạn này. Để mình đưa gà vào á. Sau khi cho gà vào thì mình đậy lại. Mình cho nhiệt độ là 250 ha. Nướng hai mặt luôn. Và mình nướng trong vòng 80 phút nha các bạn. Các bạn làm nước chấm nha. Mình sẽ cho đường muối vào đây.
Nhớ các bạn dùng muối hạt cho ngon nha. Ớt, nếu mà có ớt xanh thì còn ngon hơn đó các bạn. Tùy theo gia đình bạn ăn cay hay nhiều hay ít nha. Ăn nhiều thì bỏ nhiều, ăn ít thì bỏ ít. Nhà mình ăn cay lắm nên mình sẽ bỏ nhiều. Mình sắc lá chanh vào luôn nha các bạn. Mình sẽ đi giã nhuyễn cái phần này nha. Sau khi giã nhuyễn ra cái này thì các bạn dắt tắt, lấy nước cốt bỏ vô luôn nha. Rồi các bạn cho vào đây 2 muỗng sữa đặc. Muỗng này nha các bạn. Rồi tùy theo các bạn muốn ăn ngọt thì bỏ thêm ha. Và đây là nước chấm ha các bạn. Các bạn tùy các bạn ha, muốn ăn ngọt thì bỏ thêm đường, bỏ thêm sữa vô ha. Còn đường là lúc nãy mình bỏ rồi. Đây, nước chấm đây. Rất là ngon nha các bạn. Sau khi mình nướng được 30 phút rồi các bạn, gà đã vàng rồi đó, bắt đầu mình lấy ra ha. Lấy ra mình quét mật ong lên. Rồi mình để bỏ vào nướng tiếp nha. Mới nướng 30 phút mà các bạn thấy không? Nó đã vàng rồi đó. Và đây là con gà sau khi mình nướng được 80 phút rồi này các bạn. Nè, nhìn ngon chưa? Vàng ươm luôn ha. Bây giờ mình sẽ bỏ ớt vào nha các bạn. Ớt này là dùng để trang trí cho đẹp nha, chứ không có cay nha các bạn. Các bạn dùng ít thì bỏ ít, các bạn dùng nhiều thì bỏ nhiều nha. Chủ yếu là mình sử dụng cho nó đẹp mắt đó các bạn. Các bạn bỏ phần trên thôi ha, tại vì phần dưới mình ướp cũng nhiều rồi á. Rồi sau khi các bạn thoa đều ha, thoa đều lên hết cái phần gà này ha, thì các bạn nướng trong vòng 10 phút nữa là các bạn sử dụng được rồi đó. Còn cái phần nãy mình ướp vô sả với lại củ hành rồi đó, rồi mình khi mình nướng cái mặt kia mình úp lại và mình bỏ lên mình nướng chung luôn ha, để cho nó thơm á các bạn. Đây, sau khi gà mình khoa lên và mình bỏ vô lò tiếp 10 phút nữa nha các bạn. Đây là con gà sau khi mình đã nướng nó được 90 phút nha các bạn. Vàng ươm luôn, giòn rụm ha. Mình có ăn kèm là rau răm, dưa leo và nước chấm. Đây, cái này mà có vài lon bia nữa thì thôi luôn, nhất ha. Các bạn xem mà thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Và bây giờ